xin gì, xin tiền nhỉ, xin tiền lọc. Số 0198183, số đẹp thế, đẹp. Xin thẻ xong. Xin em xin thẻ xong. Nhưng mà tiền vừa xong đưa hết cho ông rồi. Hết tiền à? Ra kia đổi. Ra kia mua cái gì đổi nhỉ? Có bao nhiêu tiền chưa? Anh đút cái này vào vị, anh lấy lọc. Rút vào cái ngăn nào, ngăn bóng bóng đây. Đấy. Lọc của ông Hoàng Bảy. Tùy tâm vào xin đọc ông thì tùy tâm đọc thế nào cũng được. Xuống xin lọc không?
đây quẻ xin là mộ ông Hoàng Bảy. Nãy thì xin một đồng tiền ông Hoàng Bảy. Cầu trong một năm mới thật là may mắn. Đây là đèn Hoàng Bảy Đá Thiên nha các bác nhé. Đèn Hoàng Bảy Đá Thiên ở Thái Nguyên. Đây là mộ Hoàng Bảy. Có một bác đang phát lộc cho toàn thể mọi người. Chúc các bác một năm mới thật là hạnh phúc nhé, thật là vui vẻ, có sức khỏe.